Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Đồ Nghề Tự Chọn. Trong cái chủ đề hôm nay sẽ làm một cái video giới thiệu một cái chương trình hấp dẫn đến từ hãng Yamasu. Và đây là một cái mã máy dùng điện nha, sử dụng đá cắt 100. Và máy này có công suất là 750W, tốc độ vòng quay của nó là 11.000 vòng một phút, sử dụng điện 220 ha mọi người. Rồi bây giờ đầu tiên thì mình sẽ nói sơ qua cái chương trình khuyến mãi của cái hãng này đi. Bây giờ cái máy này hiện tại giờ website của Đồ Nghề Tự Chọn đang niêm yết với mức giá là 520.000. Nhưng mà bây giờ hiện tại hãng đang có một cái chương trình cho mình ôm số lượng lớn, và chương trình hãng cũng khá hấp dẫn, nên là mình cũng muốn giới thiệu đến cho các anh chị một cái dòng máy mài mà chất lượng thì nó cũng ok nha, so với mức tầm giá nha. Những anh chị nào phù hợp là làm về những cái xưởng cơ khí nè, nó xưởng sắt nè, nó chúng ta mua về để chúng ta sử dụng, chúng ta cắt sắt, chúng ta mài sắt thì đó ha, chúng ta có thể là mua cái máy mài này. Và đây là máy mài trong cái website của mình đang niêm yết giá là 520.000. Thì trong cái clip này sẽ làm một cái chương trình cho các anh chị, giá cũng rất là hấp dẫn luôn. Và cũng như thường lệ ha, Yamasu đang có chương trình hỗ trợ miễn phí ship cho tất cả các anh chị luôn, giá là 520.000 một cái nha, chưa khuyến mãi. Một tí nữa mình sẽ nói chương trình khuyến mãi cho các anh chị. Rồi bây giờ đối với những cái dòng máy mà dưới 1 triệu thế này nè, bên Đồ Nghề Tự Chọn vẫn hỗ trợ trả góp cho các anh chị luôn. Mình qua mình nhận máy, mình về mình dùng đi, trong vòng 30 ngày mình thanh toán giùm em nếu mà dưới 1 triệu. Rồi dưới 1 triệu là theo đơn hàng nha, mình có thể là mua 2 máy hoặc là mình mua những cái đồ nghề khác luôn, mình làm vẫn được luôn. Thì giá chỉ có 520.000 và mình mua không cần trả trước, qua lấy về sử dụng, trong vòng 30 ngày sau mình thanh toán, còn miễn phí vận chuyển nữa. Anh chị nào ở xa mình sẽ làm hồ sơ online cho các anh chị, rồi sau đó mình miễn phí vận chuyển các anh chị luôn. Anh chị nhận máy không tốn một xu nào hết, trong vòng 30 ngày các anh chị sử dụng, rồi mình trả sau trong vòng 30 ngày. Thì trong 30 ngày đó mình trả ngày nào cũng được nha, nhưng mà cái ngày cuối cùng là cái ngày thứ 30, anh chị lưu ý giùm ha. Rồi tổng quan về cái máy này, thiết kế là màu đỏ nâu của hãng Yamasu. Máy này sẽ được bảo hành cho mình là 6 tháng nha các anh chị, bảo hành 6 tháng chính hãng Yamasu. Và cái đặc biệt đó là hãng Yamasu này, cái dịch vụ của họ cũng rất là ok. Nếu mà bạn có trục trặc về vấn đề bảo hành á, là hãng sẽ có một cái trung tâm, gọi là trung tâm bảo hành cho các bạn, và liên hệ các bạn ở đâu hỗ trợ các bạn tại nhà nha. Rất là ok ha, máy sử dụng động cơ có chỏ than nha mọi người. Rồi bây giờ cái thông số của máy sẽ được ghi tại đây nè, đó, tại ghi tại đây nha. Thông số của máy, cái mã của máy là Yamasu IMS100-3, tốc độ vòng quay là 11.000 vòng và sử dụng điện 220, công suất là 750W và sử dụng đá cắt là 100. Đấy ha, đây mọi người thấy nha. Rồi thầy, rồi đây là cái giá 520.000 hỗ trợ miễn ship. Bây giờ mình sẽ nói chương trình cho các anh chị nè. Nè, chương trình hãng Yamasu rất hấp dẫn luôn. Bây giờ trong cái tháng 9 này anh chị mua ha, thì bây giờ có thể tháng 10 vẫn có chương trình khác nha, nhưng mà chương trình của tháng 9 này anh chị mua một máy này, giá niêm yết là 520.000 hỗ trợ trả góp và miễn phí ship cho các anh chị. Nhưng bây giờ nó có một cái chương trình rất là đặc biệt, một máy anh chị mua chỉ còn 480.000 thôi nghe các anh chị. 480.000 đó, 480.000 cho một cái máy, một cái máy mài. Rồi tiếp tục chương trình mua, gọi là mua càng nhiều thì sẽ càng tốt. Anh chị mua hai máy như thế này đó, giá chỉ có là 450.000 cho một cái máy. Nghĩa là anh chị mua hai cái máy này chỉ được có 900.000 thôi, mà còn được miễn phí ship nè. Trong hai cái giá này anh chị được miễn phí ship, tài trợ anh chị là trả góp 0% lãi suất luôn. Anh chị chỉ cần nhắn thông tin cho Đồ Nghề Tự Chọn, sẽ có Zalo nè, có Zalo nha. Anh chị nhắn hoặc là anh chị cứ comment, bên mình sẽ phản hồi cho các anh chị. Rồi 900.000 này anh chị cứ lấy máy về anh chị dùng, 30 ngày sau anh chị thanh toán, tại hai cái này cộng lại vẫn chưa tới 1 triệu ha các anh chị. Dưới 1 triệu là mình cứ làm cái chương trình này thôi đó, máy bảo hành 6 tháng cho các anh chị luôn. Nó rẻ dữ lắm, rẻ luôn. Chương trình này rất là hấp dẫn luôn. Mua một máy niêm yết 520.000, 520.000 là giá niêm yết cơ hãng nha. Bây giờ chương trình của tháng 9 này do mình ôm được số lượng lớn cái này nha, đơn hàng cũng nhiều, cái lô này cũng nhiều. Rồi 520.000 là giá niêm yết miễn phí ship, nhưng trong tháng 9 này anh chị mua cái máy này ha, cái máy này giá chỉ có 480.000 thôi các anh chị, mà mua hai máy chỉ có là 450.000 một máy, hai máy cộng lại là 900.000. chưa hết nha, còn nữa, đừng có thoát khỏi video này, còn nữa.
Rồi bây giờ anh chị mua 3 máy trở lên thì sao? Đó, 3 máy trở lên thì sao? Rồi bây giờ mua 3 máy trở lên ha, thì giá máy chỉ còn 430.000 nha các anh chị. Quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất. Rồi mua càng nhiều giá càng rẻ, từ 3 máy trở lên, 3 máy trở lên ha, chỉ có 430.000, vi ship toàn quốc, hỗ trợ trả góp cho các chị luôn. Rồi bây giờ là 3 máy mà mình 430.000 thì nó tính đâu đó nó ra là khoảng 1.290.000 cho 3 máy này. Thì anh chỉ cần trả trước là một máy thôi, 430.000 thôi là anh chị lấy 3 máy. Rồi một tháng sau anh chị trả thêm một cái máy, một tháng tới anh chị trả thêm một cái máy nữa là coi như chúng ta về ha, kết thúc miễn phí vận chuyển luôn, 430.000 nha các anh chị. Nghĩa là mình trả một máy, mình mua 3 cái đi, mình sẽ trả trước một cái thôi, mình sẽ lấy được tổng cộng là 3 cái. Và cứ mỗi tháng mình sẽ trả là 430.000, tháng tới mình trả 430.000 nữa. Tối đa mình có là 60 ngày để mà chúng ta hoàn thành cái chương trình trả góp này. Rồi thật sự là hấp dẫn nha các anh chị ơi. Cái lô máy mài này, đấy mình mở điện cho các anh chị coi luôn, nghiêm điện cho các anh chị nghe. Cái lô máy mài này thực tế luôn á, là hãng đang bán, một số chỗ cũng đang bán 600-700 ngàn, 650 ngàn, 620 ngàn. Nhưng mà bên mình ôm được cái lô này số lượng cũng khá nha, số lượng cũng khá nên là mình mới có cái giá này. Rồi bây giờ mình ghim cái ổ điện cho các anh chị nghe thử cái tiếng máy nha. Rồi bây giờ máy kèm theo cái gì nãy quên giới thiệu nha, máy kèm theo cho mình là một cái tay cầm ha, một tay cầm, một cái nắp chụp bảo vệ nha, rồi một cái đồ mở lưỡi. Anh chị lưu ý cái máy này bảo hành cho mình 6 tháng ha, bảo hành chính hãng 6 tháng của hãng Yamaha luôn. Đó, hãng sẽ có một cái trung tâm bảo hành hỗ trợ người dùng, anh chị toàn quốc mua ở đâu cũng được hết, mình sẽ có một cái trung tâm hỗ trợ. Nếu mà có trục trặc về cái máy này thì bên hãng sẽ hỗ trợ liên hệ với các anh chị và hỗ trợ anh chị là nhận máy thế nào, chuyển ha và kiểm tra máy thế nào ha. Rồi lưu ý nha anh chị, máy này là công tắc đuôi nha, máy này là công tắc đuôi đó. Rồi mình nhắc lại, mình mở máy cho anh chị xem nè. Máy khỏe nha các anh chị, máy khỏe, động cơ tốt ha, động cơ là động cơ đồng, máy khỏe, bảo hành 6 tháng 750W, giá 520.000 nhưng khuyến mãi trong tháng 9 này nha, trong tháng 9 này là chỉ còn 480.000 cho một máy ha, hai máy chỉ còn 450.000 cho một máy, và nếu mình mua 3 máy luôn là chỉ có 430.000 thôi, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, dưới 1 triệu là nhận máy về dùng, hai máy về dùng, còn nếu mà trên 1 triệu thì mình trả trước một máy giùm em, mua 3 máy trả trước một máy giùm em. Rồi hỗ trợ trả góp toàn quốc 0% lãi suất ha, ok nha mọi người, chương trình thật kỳ là hấp dẫn cho các anh chị luôn. Wow, máy bảo hành 6 tháng nha. Rồi anh chị lưu ý giùm em ha. Rồi đường link sản phẩm nằm ở bên dưới. À, đường link thì nó là giá lẻ, còn anh chị nào muốn mua 2 cái hoặc 3 cái có thể là nhắn tin qua đầu người tôi chọn hoặc để lại comment. Bên đầu người tôi chọn sẽ có nhân viên tư vấn cho các anh chị. Ngoài ra các anh chị ở khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý của hãng Yamaha thì có thể là liên hệ bên đồ nghề tự chọn để đội người nghề tự chọn là xây dựng chính sách giá đại lý cho các anh chị. Tại bên mình là nhà phân phối của hãng Yamaha này tại khu vực miền Tây. Rồi ngoài ra thì trong vấn đề mà nhà phân phối thì bên đồ nghề tự chọn hướng dẫn cho các anh chị là kinh doanh một cách là bài bản, phần mềm theo dõi, quản lý bán hàng và hỗ trợ marketing như thế nào. Và đặc biệt là bên đồ nghề tự chọn sẽ chuyển những khách hàng phát sinh khu vực online tại khu vực địa bàn của các anh chị cho các anh chị giao hàng luôn nha, giao hàng bán hàng, ghi nhận doanh số cho các anh chị luôn, hỗ trợ tối đa tất cả các khách hàng đại lý. Rồi ok, tất cả thông tin sản phẩm đều nằm ở bên dưới phần bình luận, các anh chị xem và coi sản phẩm này nha. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào quý khách hàng khu vực miền Tây có nhu cầu nhập hàng đại lý, xin vui lòng liên hệ 0827 799 799 để được chính sách tốt nhất.